Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng học giáo lý 5 phút trước thánh lễ. Tại sao các bí tích cần thiết cho ơn cứu độ? Mặc dù chúng ta không phải lãnh nhận tất cả các bí tích, mà các bí tích thì cần thiết cho những ai tin vào Đức Kitô, bởi vì chúng trao ban ân sủng bí tích, tha thứ tội lỗi, rồi ơn được làm nghĩa tử, tức là làm con Thiên Chúa qua bí tích rửa tội, rồi chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, trở thành con cái của giáo hội, và đồng thời chúng ta được chữa lành và biến đổi khi mà chúng ta lãnh nhận bí tích. Như vậy thì ân sủng của bí tích là gì? Ân sủng của bí tích đó là ân sủng của Chúa Thánh Thần được tặng ban cho chúng ta qua Đức Kitô, và mỗi bí tích một cách khác nhau. Chúng ta lược qua 7 bí tích thì chúng ta thấy mỗi bí tích chúng ta sẽ đón nhận những cái ân huệ khác nhau, các ân sủng khác nhau của bí tích, và tất cả những cái bí tích này đều giúp cho chúng ta trên cái hành trình mà chúng ta nên thánh. Đâu là mối liên hệ giữa các bí tích với đời sống vĩnh cửu? Giáo hội dạy chúng ta khi chúng ta tham dự các bí tích với lại thánh lễ thì chúng ta đang tham dự trước một phần vào đời sống vĩnh cửu, trong khi chúng ta được trở nên trọn vẹn khi chúng ta đến với Thiên Chúa trong nước thiên đàng. Và đâu là mối liên hệ giữa cử chỉ và lời nói trong việc cử hành bí tích? Thì trong cái bí tích chúng ta thấy là giữa lời nói, các cái công thức và những cái cử hành nó đi với nhau, không phải là nói một đàng mà cử chỉ một nẻo. Chúng ta thấy thường là nó có sự liên hệ và có sự diễn tả giữa cái lời nói và hành động. Và các cử chỉ chỉ tượng trưng giống như là một cái thứ ngôn ngữ. Vì vậy khi mà chúng ta học về phục vụ thì chúng ta biết ngôn ngữ của phục vụ, ví dụ những cái cử chỉ mà chúng ta tham dự ở trong phục vụ, đứng, ngồi, quỳ, cúi đầu, vân vân, nó diễn tả điều gì? Thì những cái kỳ chỉ này sẽ giúp cho chúng ta tham dự một cách tích cực hơn và giúp cho chúng ta hiểu cũng như là làm cho tất cả những cử hành của chúng ta nó trở nên sinh động. Trong phục vụ, lời đọc và cử chỉ không thể tách rời nhau, vì chúng vừa là dấu chỉ vừa là giáo huấn. Chúng cũng không thể tách rời nhau vì chúng thực hiện điều chúng biểu thị. Vì vậy mà khi mà chúng ta tham dự tất cả các nghi thức phục vụ thì mình tham dự những cái cử chỉ chúng ta đi kèm theo, nó thể hiện cái sự sinh động và cái lòng của chúng ta. Vì vậy khi mà chúng ta tham dự tất cả các nghi thức cũng như là các bí tích thì mình tránh để mà chúng ta phân tâm đó, thì mình theo dõi một cái tích cực. Ví dụ tất cả những cái lời đáp chúng ta cùng đáp với nhau, rồi những cử chỉ gì đó chúng ta theo dõi. Chứ một số người thì khi mình đi tham dự thánh lễ là mình tham dự các bí tích, mình cứ dòm vào cái phone của mình là mình không biết là những người khác đang làm cái gì, và chúng ta không có đưa hết cái lòng của chúng ta với những cử hành phục vụ. Rồi thường ở trong các phục vụ thì các bài ca và âm nhạc có một cái vai trò và có những cái tiêu chuẩn. Bài ca và âm nhạc liên kết chặt chẽ với hành vi phục vụ, vì vậy phải tôn trọng các tiêu chuẩn sau đây. Vì vậy đặc biệt là những người chọn bài hát hay là các ca đoàn phải lưu ý, đó là các bản văn phù hợp với giáo lý Công giáo, ưu tiên rút từ Kinh Thánh và các nguồn phục vụ, vẻ đẹp diễn cảm của lời cầu nguyện, phẩm chất âm nhạc, sự tham dự của cộng đoàn, sự phong phú về văn hóa dân Thiên Chúa, đặc điểm thánh thiêng và trang trọng trong việc cử hành. Vì vậy chúng ta thấy nhạc của phục vụ nó khác, nhạc ở ngoài đời nó khác. Đôi khi mình theo một cái phong trào nào đó, nhiều khi mình đưa những cái bài nhạc nó không phù hợp vào trong phục vụ. Và Thánh Âu Tinh Ngài cũng nói đó là hát là cầu nguyện hai lần, nhưng mà có người nói thưa cha là phải nói là hát hay mới cầu nguyện hai lần, chứ nhiều khi hát dở làm cho người ta chi trí hơn. Ước mong tất cả những cái hiểu biết đó giúp cho chúng ta tham dự phục vụ một cách tích cực hơn.
Xin cảm ơn cộng đoàn. Đây, xin mời đứng để chúng ta bắt đầu tham dự thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Thánh Phaolô nói với chúng ta, Ngài rao giảng tin mừng theo sự khôn ngoan và sự an bài của Thiên Chúa và mời gọi tất cả chúng ta trở thành người môn đệ của Đức Giêsu. Khi chúng ta trở thành môn đệ của Đức Giêsu thì chúng ta mời gọi bước theo bước đường mà Đức Giêsu đã đi, tất cả những gì Ngài đã sống, tất cả những gì Ngài đã dạy chúng ta. Điều đó không luôn đơn giản mà đòi hỏi một nỗ lực, một cố gắng, và nhất là chúng ta phải thấm nhuần tinh thần tin mừng của Đức Giêsu. Như tuần trước, chúng ta được nghe Đức Giêsu nói với chúng ta phải sống 8 mối phúc thật để chúng ta được hạnh phúc. Và trong bài tin mừng hôm nay thì chúng ta cũng mang hạnh phúc đó trao cho anh chị em qua những việc tốt đẹp mà chúng ta làm. Giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha tất cả những thiếu sót, lỗi lầm để xứng đáng tham dự thánh lễ. Tôi thua nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúa ơi,
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa. Xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đây là lời Đức Chúa phán: Ngươi hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời. Ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Đó là lời Chúa. Xưa tôi ta
Bài chích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng, mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng của Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chưa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được, cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong bài tin mừng Đức Giêsu đã đưa ra hai ví dụ về muối và ánh sáng, là hai cái rất cần thiết và thông dụng trong đời sống của chúng ta. Người đặc biệt nhấn mạnh về tính chất của nó để nhắc người môn đệ Đức Giêsu phải có tính chất tin mừng nơi cuộc đời của mình. Như chúng ta đều biết, muối tăng thêm hương vị, giữ cho thức ăn khỏi hư thối. Muối nó thấm vào toàn bộ trong khối lương thực, nhưng nó vẫn giữ cái đặc tính của nó. Muối nó cũng chấp nhận tự hủy, tự tan biến vào khối thực phẩm. Và người môn đệ của Đức Giêsu cũng phải có tính chất tin mừng trong đời sống, giữa tất cả những cái môi trường mà mình được mời gọi mình sống. Phải thấm, phải hòa đồng với môi trường mình sống. Nhưng người môn đệ không được để mình bị đồng hóa hay bị mất tính chất Kitô, tính chất tin mừng trong đời sống của mình. Đức Giêsu còn đưa ra một biểu tượng khác là ánh sáng. Ánh sáng rất cần thiết cho đời sống chúng ta.
Không có ánh sáng là không có sự sống. Không có ánh sáng thì mọi thứ nó trở nên hỗn độn. Ánh sáng nó cũng sẽ giúp xua đi bóng tối, lạnh lẽo của bóng tối, và giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy nhau, nhìn thấy đâu là thật, đâu là giả. Chúng ta cũng qua đó để chiêm ngắm những điều tốt đẹp nơi thế giới này. Và nó cũng sẽ giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra những gì chúng ta làm, đâu là điều tốt, đâu là điều xấu, để chúng ta điều chỉnh. Ánh sáng nó cũng là biểu tượng của sự thật, của cái thiện, của cái đẹp. Nhưng khi thiếu vắng ánh sáng thì sự xấu, sự dữ sẽ hoành hành, hoặc là ánh sáng đó nó không đủ để xua tan đi bóng tối. Như vậy thì biểu tượng muối và ánh sáng diễn tả tính chất cốt lõi tin mừng mà Đức Giê-xu đã trao lại cho các môn đệ. Và chúng ta nhớ Đức Giê-xu đặt tất cả nền tảng lề luật của Ngài, cũng như là điều răn mới Ngài trao lại cho các môn đệ là tình yêu. Nó phải là nền tảng của đời sống người Kitô hữu chúng ta. Như vậy thì tính chất của người môn đệ Đức Giê-xu như là muối thì phải giữ được vị mặn của nó. Nếu như mất đi vị mặn, nếu như người Kitô hữu mất đi hay là thiếu vắng tình yêu, thì khi đó trở thành mất chất. Bởi vì như chúng ta đều có kinh nghiệm, tất cả mọi chuyện, mọi thứ chúng ta làm xuất phát từ tình yêu thì nó sẽ mang lại hoa trái tốt đẹp. Mọi người có thể thấy, có thể cảm nhận được những điều mà chúng ta làm. Một trong những con đẻ của tình yêu đó là lòng tốt, là những gì người muốn để trao đi vì yêu thương, bởi muốn mang lại hạnh phúc cho người khác, cũng như mình đã nhận được hạnh phúc, nhận được ân sủng từ nơi Chúa, từ nơi anh chị em của mình. Nhà văn Mark Twain đã nói: lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy. Có lẽ chúng ta thấy mình trải qua cái thời gian đại dịch, đặc biệt tại Việt Nam, thì chúng ta thấy những người đi tuyến đầu, đi xung phong là có nhiều tu sĩ chấp nhận mình bị liên lụy, chấp nhận những nơi nguy hiểm, chấp nhận những nơi mà đáng lẽ người khác phải tránh thì mình bước vào. Như vậy thì họ có tình yêu của Đức Kitô để họ có thể trao đi, họ dám xả thân để trao đi cái lòng tốt. Như vậy thì người Kitô hữu phải là ánh sáng trong một thế giới đầy bóng tối của hận thù, của chia rẽ, của ích kỷ và bách hại hôm nay. Muối và ánh sáng không phải giống như là những viên ngọc phải được cất giữ, mà nó phải được trao đi. Nó không được giữ lại cho riêng bản thân nó, mà nó phải trao đi để mang lại điều tốt đẹp nơi người khác, như là chính bản thân mỗi người Kitô hữu đã được nhận từ nơi Chúa. Ở trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah đã nói: sau khi liệt kê tất cả những công việc tốt đẹp xuất phát từ tình yêu, chia cơm xẻ áo cho người nghèo, cho người trú ngụ, quan tâm đến người khác, thì bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên như rạng đông. Tất cả những công việc tốt đẹp nó có sức tỏa rạng, có sức chiếu tỏa cho người khác. Trong bài chia sẻ với khách hành hương, Đức Phanxicô đã nói: môn đệ Chúa Giêsu là ánh sáng khi người môn đệ biết sống đức tin của mình bên ngoài những không gian chật hẹp, khi người môn đệ đóng góp phần xóa bỏ định kiến, những lời vu khống, để ánh sáng của sự thật đi vào những tình cảnh hư hỏng do sự giả hình và dối trá.
người môn đệ cũng không làm những công việc đó vì khoe khoang, vì để cho mọi người biết bản thân của tôi là tốt lành, để người khác khen ngợi. Mà chính những công việc làm đó phải xuất phát từ trái tim, từ tình yêu của mình, như chúng ta vừa nói. Bởi vì tất cả những điều tốt lành chúng ta nhận được từ nơi Chúa, và rất nhiều từ anh chị em và nơi người khác. Mà tất cả những công việc chúng ta làm là để cho mọi người nhìn thấy Thiên Chúa là Cha yêu thương, hằng quan tâm đến mỗi người chúng ta. Tình yêu như muối, như ánh sáng, nó không được mất đi tính chất của nó, và chúng ta cũng không để cho nó lụi tàn. Vì vậy, người môn đệ của Đức Giêsu không phải giữ lại tình yêu cho mình, mà tình yêu đó phải được san sẻ, phải được cho đi. Và chính tình yêu sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những chướng ngại, những khó khăn trong đời sống. Tình yêu cũng sẽ là cái thứ ngôn ngữ mà chúng ta có thể cảm được, giúp nhau vượt qua tất cả những cái rào cản nào của phong tục, của ngôn ngữ, của giới tính, của văn hóa, và ngay cả của các tôn giáo nữa. Tình yêu cũng sẽ giúp cho chúng ta xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc, khởi đầu từ cái ngôi nhà riêng của chúng ta cho đến ngôi nhà chung của giáo xứ và của toàn nhân loại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, như muối và ánh sáng không thể thiếu trong đời sống của chúng ta, thì người môn đệ của Đức Giêsu cũng không thể thiếu ở trong thế giới này. Nhưng chúng ta đã sống và rao truyền tình yêu đó ra sao? Chúng ta có ý thức đây là bổn phận và trách nhiệm mà tôi phải trao đi. Người ta không thể nào tin nếu như chúng ta chưa sống tình yêu. Người ta không thể nào tin và biết Đức Giêsu là Thiên Chúa tình yêu nếu chúng ta chưa trao đi từ chính trái tim, từ tình yêu, từ những công việc tốt đẹp của chúng ta. Và tình yêu đó phải là tha thứ, phải chữa lành, và muốn cho người anh em của chúng ta trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn, khởi đi từ lời nói, suy nghĩ và hành động của chúng ta. Amen. Mời cùng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng cao thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tan. Ngày thứ ba, người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, gửi bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Khi có nhiều Kitô hữu giữ cho ngọn nến bí tích thanh tẩy bừng cháy, thì thế giới ngày càng được soi chiếu rực rỡ bởi ánh sáng Chúa Kitô. Chúng ta khiêm tốn dâng lên Chúa lời nguyện xin. Khi ngươi chia cơm cho người đói, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên như rạng đông. Xin cho các Kitô hữu biết tỏa sáng đức tin bằng đời sống yêu thương và thực thi đức ái, hầu đời sống của họ chiếu tỏa ánh sáng sưởi ấm và làm tươi vui lòng người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các giáo xứ nhờ sống tình hiệp thông sự thật sự ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin vinh đệ và mở lòng tiếp đón những người cùng quẫn nhất. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thánh Phaolô nói: tôi giảng nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Xin cho các gia đình trẻ biết xây dựng đời sống trên nền tảng tin mừng là con đường chắc chắn dẫn gia đình đến hạnh phúc đích thực. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa nói: chính em là ánh sáng cho trần gian. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết mở lòng cho tinh thần tin mừng thấm nhuần vào đời sống mình, hầu trở nên muối ướp đời và ánh sáng chiếu soi trần gian. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Giờ đây, với ít giây thinh lặng, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện thầm kín của mỗi cá nhân, gia đình và giáo xứ. Đặc biệt, xin Chúa ban ơn và nâng đỡ đức tin cho mỗi chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con thêm lòng mến Chúa yêu người, để cuộc đời chúng con ngày càng tỏa sáng vẻ đẹp thánh thiện, niềm vui và hy vọng cho thế giới đang đói khát công lý và tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa xin lòng lấy. Xin cho những chúng con như cây đổ mộng trong nắng. Xin cho cuộc đời con như đủ hồng thơm ngát thương. Lạy Chúa xin đưa người dân đến đúng lòng con lấy. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mơ nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người. Xin cho bánh rượu này cùng trở nên bí tích đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Còn là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ và sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người Chúa đã dựng nên giống hình anh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài. Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, rải thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sai bi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ của cô hình sinh ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiền của con Chúa, đồng thời mong đời người lại đến, chúng con dâng lên Chúa lễ hằng sông và thánh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bô dương bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Quyền xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ môn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Đường Maria Trạch Thanh Mẹ Thiên Chúa, Thanh Cả Du Xe Bàn Trăm Năm Đức Trinh Đường, các Thanh Tông Đồ và các Thanh Từ Đạo Hiền Vinh cùng toàn thể các Thanh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chín cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội Thánh Chúa trên đường lư thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Mi-ca, chúng con cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thay vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giữ chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha.
anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh, cùng được uống chung một chén rượu. Xin cho cộng đoàn chúng con đây biết thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Đức Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin được có một vài thông báo gửi đến cộng đoàn. Thứ nhất là chiều hôm nay sẽ khai giảng lớp giáo lý dự bị hôn nhân từ 1 giờ cho đến 3 giờ và học trong 8 tuần. Thì xin người thân của chúng ta chưa ghi danh hay là thì xin mời cũng đến chiều hôm nay lúc 1 giờ để bắt đầu tham dự cái khóa dự bị hôn nhân. Mạo thứ hai, ngày quốc tế bệnh nhân cho giáo sư chúng ta là ngày thứ 7, 11, nhưng mà để cho thuận tiện thì giáo sư sẽ tổ chức thánh lễ 12 giờ trưa và sau thánh lễ sẽ có sức dầu cho tất cả quý ông bà cụ lớn tuổi cũng như là người đau yếu. Và chiến dịch quyên góp mùa chay năm nay 2023 của Đức Giám mục Giáo phận Arlington đặt cho giáo xứ và giáo họ của chúng ta là 140.000. Và tuần sau chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ khi nào làm bản cam kết thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị. Và giáo xứ cũng sẽ chầu thánh thể 40 giờ theo lời mời gọi của địa phận để hướng đến mừng kỷ niệm 50 năm kim khánh của địa phận. Thì bắt đầu vào thứ tư ngày mùng 1 tháng 3 từ sau thánh lễ tối 7 giờ 30 đến 8 giờ khai mạc và kết thúc vào ngày mùng 3 5 giờ đến 6 giờ chầu kết thúc. Khi nào có cái folder để ghi danh thì xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ ghi danh để chuẩn bị cầu nguyện cho giáo xứ cũng như đặc biệt cho giáo phận. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin đi Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh thiên tôi. Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thật khi Chúa đã thánh thiên tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời.